Xin chào các bạn. Mình xin giới thiệu các bạn cái máy ZTE Z8 8 bao nhiêu nhỉ? Z8 31 bị tài khoản. Đây và cho các bạn xem. Software update. Account setup. Sign in. Verify your account. Select Wi-Fi. Chúng ta phải dí hai ngón tay vào đây để cho nó ra chế độ tiếng nói nhé. Start button. Dí vào ra chế độ tiếng nói. Khi ra rồi thì chúng ta vuốt chữ L nhé này. Link. Welcome. Vital. Welcome. 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 Emergence. Start. Welcome. Start. Welcome. Welcome. Overview. Application info. Kích vào chỗ Google này. Google nhé. Các bạn vuốt từ trên này sang này. Tắt cái chế độ. Pause feedback. Alert suspend talkback. Tắt cái chế độ tiếng nói đi. Okay button. Rồi các bạn tắt chế độ tiếng nói rồi thì các bạn ấn vào Google. Khi vào Google thì chúng ta ấn No đi để Google vào đăng nhập. Khi tới đây thì chúng ta ấn Chrome nhé. Lên Chrome chúng ta kích vào Chrome. Khi chúng vào Chrome rồi chúng ta ấn Add Next và Launch. Khi vào đây rồi chúng ta ấn vào cái này. Chúng ta ấn vào Google để tìm kiếm này. Google. Chúng ta vào đây rồi thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo là ấn vào gl gạch chéo u3 đây yeah 6 gà chúng ta ấn đi nhé. Chúng ta ấn vào tải này. Ấn đâu vào file master nhé, ta vào download này, rồi khi có tới đấy rồi chúng ta trở lại cái màn hình đây, thì chúng ta lại vuốt tiếp, xem còn đi chế độ vân tắt tiếng chế độ tiếng nói rồi chúng ta phải vào lại chế độ tiếng nói, chúng ta ấn hai ngón tay vào đây chúng ta vào nhé. Vẫn chưa được. Đây.
Mong 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 m